Tân Quyền, Tân Quyền a. Trời ơi, các em hâm mộ anh ha, anh ơi. Chết đi, chết đi, bảo vệ, chết, bảo vệ. Đi, chết đi. Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ. Ơi, ơi, Quyền, Quyền ơi. Yêu cầu xuống đi, xuống đi, xuống đi. Anh Quyền, anh Quyền. Đưa đi đi. Anh Quyền, anh Quyền đâu ơi, anh Quyền đâu ơi. Ủa, mới nghe nữa mà, anh Quyền đâu, anh Quyền. Anh Quyền đâu rồi, anh Quyền đâu. Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả, té hả? Vô, vô, vô. Đây này, đây này, đây này. Anh Quyền bên kia, anh Quyền bên kia. Quyền bên kia. Anh Quyền, anh Quyền chạy với anh Quyền ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng bồ câu, nghe rõ trả lời. Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi, đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa, xong hết chưa? Xong hết rồi, xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè nè, cái chuyện gì mà ôm sòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy hả? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết. Chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà. Thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vì đó, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thúy Nga Paris. À, tôi tưởng đâu qua bển coi bà Thúy Nga. Thôi chết rồi. Thôi, qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ bây giờ. Nói bây giờ bút vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòn bon này. Tôi điên đầu. Mớ bòn bon gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là bà, theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi, tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi như thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi, hồi trước đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc làm người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng, cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bà ra đi. Anh Quy đâu? Anh Quy đứa Quy, của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Vô trọng kia không thấy anh Quy đâu hết. Anh Quy đâu? Thím ơi Thím, tự trọng xíu đi Thím. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi? Anh Quy đâu? Trời ơi,
Tôi yêu ảnh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Quy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á. Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Quy không có. Ghê quá, nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? Ghê quá. Đâu anh Quy đâu? Hả? Anh Quy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Quy đâu? Giạt ra đi, giạt ra, yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Quy đâu? À đây đây. Anh đây. Quy. Anh Quy. Đó. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra. Vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? À, tôi muốn tặng anh Quy. Anh Quy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Nè, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Quy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em trời em nhắc Quy ơi. Này Chí bữa, ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp thì á. Thì có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà em nhớ. Đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì vậy phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Trà Băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Quy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sắp tới không đâu. Nhưng mà cái chuyện đó nó ba má tới đây rồi. Có. Tại sao lại tới đây? Khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Quy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây. Cầm lấy 10.000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh ghi tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Quỳ. Sao anh thử hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy anh có cái đàn đó, anh lấy ra cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi đợi cho hát đi mà. Đàn đâu? À, đã quá, nựng lượng cái rồi. Rồi sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nha, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó em sang, một ngày nào đó em nhớ có một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng.
bầu trời. Sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ. Có phần trăng gì, phần trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đa trọn rìa hiếm dân với anh em mãi là người tình chăm nam. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia cái ông kia ông chảy nước miếng quá trời. Quay á quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Thôi, cái này đủ rồi. Quay ơi quay. Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay ơi. Con ở đâu rồi? Dạ con đây. Quay đâu bò? À cái biệt anh là mồ đây. Quay đâu? Tới đó cái biệt anh là mồ đây. Hả? Anh nhìn Quay. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? À, anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung. Còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy. Quay đâu? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cà đi. Để tôi thống dịch cho là để đi ở mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Anh đi mày chục năm rồi, anh đi America, anh đi Army rồi. Ai qua mày hát rồi được không? Tại em đúng rồi, ba má chứ quê không ai biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho lại, nói là đi lâu quá mà cũng biết gì trơn như thế. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa ba mày đẻ mày ra mày mình nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má đi quê mới đúa mày chơi trần hả? Để mà thông dịch chó là ra tôi con đẻ con ra đây là cho con bù đây rồi chưa ra là không ai biết đấy chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế Quy để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi thôi được rồi, núa không có hiểu gì hết trơn. Ê tao dịch cho nè con. Ê cho má mày nói là mày bị mày mấy cho mình về trong bấu đó rồi trong mấy trong đủ rồi đó. Ba má nói gì vậy em nghe nữa bấu á má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á là cháu ni là con có lấy tân hủy đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù à. Mà nó không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê, là cháu là lớn lên rồi chưa. Hồi xưa thì má cho ông bú, nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó nhưng thì đó, vậy thôi. Ê, không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà tao thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thầy hai đứa đẹp đối là bạc chó, hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Nó làm đám cưới đấy. Tao nói giãn ra, không có giãn ra, có thể em nhập vào. Thì được rồi đó, mày hốt nó đi về mà. Mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một hả? Năm. Thôi. Này, mày hốt con này về mày ăn thịt, thanh ghi vi như hay thịt. Bác ơi bác. Tôi bắt cổ hai ông bây giờ. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh security? Chào. Rồi có tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Chết mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ra con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở. Giờ con ế qua con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kể không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ý bạch tái hồi là cái quê quán. À không.
quan của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mày mày chứ. Ý tao hỏi mày là cái quê cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sang em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cả mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lại về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lấy cho mày. Ủa? Nãy giờ đó anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cô. Sư cô đó tí. Là bởi vì dạ tụi em là... cũng chỉ sư cô lấy tiền thôi. Ủa sao hai người ta sư cô cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Cái gì kỳ vậy? Thì đó. Sao hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes, sir. Yes, sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng. Con thằng Lăng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bị điên nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, anh người này rất là cô nơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là anh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá mới lần lợi gần, anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sư cô đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Không phải giỡn đâu à. Thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Quy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi. Không sao, em tặng luôn. Thôi. Giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Dạ. Tại nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Dạ. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em.
Em rất nhiệt tình. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui đó con ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình phải làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi. Riêng người mà thôi. Gơm, đầu năm đầu tháng gì mà xui xẻo thế. Ngồi mãi từ giao thừa đến giờ mùng 1 gần đúng ngọ rồi. Chả con ma nào nó nai vãng nó xem một quẻ kiếm tiền mua ổ bánh mì mà chơi. Gơm năm nay năm con gà mà chắc là gà nó nuốc mẹ nó dây thun rồi. Ôi giời, gơm sao xui thế nhỉ? Qua em đi chùa hương hoa cỏ. Ý, bài này không hay. Mừng xuân năm trên ta chúc la 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 la. Dạ con chào thầy. Ô, chào chị. Chị hay cô gì đấy mù không biết. Vâng. Dạ con còn nhỏ. Vâng, thế dạ. chào cô. Dạ, vâng. Năm mới chúc thầy làm ăn phát tài, mạnh giỏi, làm ăn nhiều tiền hơn năm nay nha. Gương đàn ế bỏ. Không, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Thế tôi cũng chúc cô năm nay gặp nhiều may mắn. Mà cô xuất hành giờ này là giờ đại cát đấy. Thế nào năm nay cũng được nhiều lộc cho mà xem nhỉ. Dạ con cảm ơn thầy. Vâng, không có gì. Vâng. Dạ. Thế trước con ngồi chơi ạ. Vâng. Dạ, con ngồi liền ạ. Dạ. Hên quá thì đuôi. Thế à, cô đi đến xem giờ này là cô muốn xem gì? Dạ, con không nói gì thầy. Con muốn xem bói. Con muốn coi mày con có chồng rồi được không á. Mẹ nó cứ tông teo như que củi thì ma nào nó lấy. Trời, thầy đuôi mà thầy biết con trâu tông như que củi vậy thầy. Này, mùng 1 Tết nhá, tôi đang rước khách hàng vào chứ không phải tôi muốn gây lộn với khách hàng nhá. Cô nói cho rõ ràng, ai bảo cô tôi đuôi hả? Tôi là người đẻ ở Hà Nội phải gọi là mù mới đúng chứ. Tại sao gọi là đuôi? Nhớ phải gọi là mù nghe chưa? Con tông con tè bị đặt nói sáng giờ. Nhưng mà thầy ơi, hình như là con mở hàng đầu tiên của ông thầy. Ôi, cô này dở hơi nhỉ? Từ đêm qua đến giờ khách xếp hàng từ đây đến mãi cái đầu đường bên kia nguyên một color đấy. Đó. Mà tôi sợ bonit nó đến nó túm cổ xong tôi đuổi đi bớt rồi. Mới vừa rảnh tay tính sôi ngụm nước cô đến đấy. Ôi giời, mệt mỡ ra hơi tài khách đồng quá. Ôi giời. Vậy dạ, thầy, con xin lỗi thầy nha thầy. Thế bây giờ cô muốn xem gì đấy? Dạ con nói rồi, con nói con muốn xem coi cửa năm nay con có chồng được hay không á. Này, tôi bảo cô nhá. Dạ. Dáng thì ăn vào một tí cho nó có da có thịt thì nó mới đắc duyên, hiểu không? Dạ. Gầy tóc gầy teo kia thì ai mà nhìn nó vui giời gớm quá thì không ai nhìn. Ui, thầy cũng ốm nhơ ốm nhách cho con vậy chứ có mập mạp gì đâu, gió thổi bay cái dèo liền. Ốm đau gì ở đây? Okay, vậy tại sao mà gọi là ốm? Phải gọi là gầy mới đúng chứ. Tức là gọi là ốm. Nhưng mà thì chính vì tôi gầy đấy thì mới nằm chỏng chơ mấy chục năm nay, chả ma là nó nâng khăn chữa túi đây. Nói toạt móng lợn ra là ế mẹ nó rồi. Đấy. Có khác thì con đâu. Ừ. Thế phải ăn vào chứ nó có da có thịt chứ. Thầy nói con ăn nhiều cho mập rồi mới có chồng hả thầy? Mập là cái quái gì? Phải gọi là béo chứ tại sao gọi là mập? Thì kỳ không nghe cái câu ca dao là trông mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Chả có ai gọi là con lợn nó mập thì lòng nó mới ngon, hiểu không? Trời ơi, năm nay mình đi coi bói mà tự nhiên cái sữa lưng mình hoài vậy trời? Không thầy... phải, nói cái gì phải nói cho nó đúng. Cô hiểu không? Đây này, tôi giải thích cho cô nghe nhé. Ở trong Nam của cô đấy gọi là một lượng vàng, đó. Còn ở ngoài Bắc gọi là một lạng.
Thế ngày xưa ông Khổng Minh ông là người miền Nam, thành thử ra ông mới là Gia Cát Lượng. Còn tôi đẻ miền Bắc, thành thử tôi là Gia Cát Lạng đấy. Thấy chưa? Thầy nghe, con nói thầy nghe nha. Gì? Thầy kỳ quá à. Con là người miền Nam, con nói tiếng miền Nam, tự nhiên thầy biểu con nói tiếng Bắc, làm sao con nói được? Ôi cô hay nhỉ. Đây thì mình đi cầu thánh là chủ yếu là mình xin lộc thánh. Thế mình nói thánh không hiểu thì thánh làm sao cho mình lộc được, hiểu không? Mình cầu xin thì phải nói giọng Bắc xong mới xin được chứ. Con quên, chạy thánh toàn là người Bắc không hả thầy? Ừ, thánh ở đa số tập trung miền Bắc nhá. Ở nguyên một chung cư ngoài đấy, cứ gọi người nào người đấy về, hiểu không? Vậy sao thầy ở miền Nam vậy? Thì tôi là xem thôi, tôi là thánh dựa vào tôi để tôi xem cho cô thôi. Đây này, tôi nói cô nghe, cô chưa nghe kể cái chuyện này cô hết hồn. Cô nhớ cái miếu cô ba Thủ Thiêm không? Dạ con nhớ chứ. Ừ, ngày xưa cô ba chết ở sông Sài Gòn đấy. Thế mà cô ba nổi tiếng là linh thiêng này này. Có một bà Việt Kiều đấy, lấy chồng người Mỹ nhá. Dạ. Xong rồi dẫn chồng về, xong dẫn đến miếu cô ba cầu xin để ông chồng vào khấn tiếng Anh. Cô có không hiểu, cô vật cho sùi cả bật mép ra. Trời ơi. Rồi, ông chồng có sao không thầy? Ông có chết không thầy? Trời không, ơi. May mà bà vợ còn nhớ tiếng Việt đấy nhá. Bà nhớ tiếng Việt, bà dịch sang tiếng Việt với cô mới là vui lòng, cô buông tha đấy nhá. Trời ơi, vậy bây giờ con nói tiếng Nam xong thầy dịch qua tiếng Bắc chứ không? Yên tâm đi, để dạ. Tôi thông dịch sang tiếng Bắc cho nhá. Không mà, trời ơi, cái cô đó có giật con chết mẹ con luôn đó thầy. Yên tâm, để có tôi là không ai vật cô được. Thế bây giờ đây, muốn xem thì xem đây nhá. Dạ. Thôi đây bây giờ thành khẩn đi. Con giái hả thầy? Không, đặt tiền quẻ đi. Hả? Đặt tiền quẻ hả thầy? Ừ. Đặt thì đặt. Có thế nó mới linh chứ lại chả có thánh nào chơi không. Sao gớm mày vắt ở đâu mà gió lớn thế? Thầy đuôi mà cũng thấy con vắt à? Tao nghe hơi gió. Một đồng. Một đồng ai chơi? Năm đồng thì ít quá. Không, tờ đấy cũng đủ đi xe. Mười đồng. Tăng tí. Hai chục. Vừa phải. Mà tờ này thì 100. Better. Mà không biết ổng coi đúng không. Nếu mà ổng coi sai 100 của mình mắc mẹ nó thì sao? Thôi, mình đặt một đồng. Đó. Ôi này cô ơi. Ôi. Xe ở đây ba cái đĩa sao cô bỏ một cái thế? Trời ơi, coi một cái thôi, tự nhiên tài biểu con bỏ ba cái rồi sao bỏ? Úi giời, cô này gớm ai mà thánh thiết thì chả có ai đi gạt đi lường cô. Cái này thì phải đúng lễ thì thôi chứ đây này, đây là tiền quẻ, đây là tiền tổ, còn cái nhỏ này là tiền tiếp bà nội ơi. Gớm ơi, nhanh nhanh dùng con tí đi. Thầy chưa có coi tự nhiên biểu con bỏ tiền tiếp lỡ thầy coi sai sao? Thế cô bảo tôi dại hả? Nếu mà tôi nhớ tôi nói con nói sai rồi bây giờ cô không bỏ tiền tiếp ra đâm ra tôi dở người chả dại thế. Thôi đừng nói nhiều nữa đâu, để con bỏ cho. Tao bỏ cho mình biết 5 đồng, 10 đồng. Ừ thôi thế rồi bỏ xong đủ 3 đĩa chưa? Đủ để rồi. Thầy phụ soát nếu mà lẹ lẹ lên đi cho con về con coi nấu cơm rồi cho mát con ăn chứ không bắt chửi con. Rồi xuống thành khẩn nó khánh đi. Dạ con thành khẩn. Ừ. Đây này có thắp nhang thì thắp. Dạ cho con cây nhang đi. Thôi phí đi. Thấy cũng biết cay mắt vậy. Thấy không cay thầy ứng cay thế. Thôi nha, để thành khẩn đi. Em là mồ à gì đã. Em là mồ. Em là em cái con điên. Thế mày ở đây mày đi xem bói hay là mày đi cuốt đất thế hả? Sao mày chưa gì hết mày bổ về, mày bổ đâu, mày bổ lắm thế, mày đưa cả mâm cả chảo mà thầy hả? Trời ơi thầy đuôi chứ. Mày bảo thì mày có nghe hiệp sĩ mù nó nghe gió kiếm chưa? Gớm cái chảo mày gió kinh quá. Mày vừa phải tôi lên đây này, thành khẩn đi. Đùi mà cũng biết này, người ta đưa cái chảo vào mặt này. Không biết là có lừa không á. Đầu năm mà lừa là chắc xui chết mẹ. Tâm mồm, để con khánh này bảo.
con lạy ba ba ở trên ngàn, nghe lời thầy khấn với trần gian. Bà về bà xá nằm xa nỗi xa mẹ, mà xa nằm xa nú xa mê trần gian. Bà về mà bát nhã mà thuyền à, huê con lạy bà à, xong chưa, mệt quá mày ơi à. Con lạy xong rồi ạ. Mày lạy xong rồi để tao khấn gớm mày cái cuốc quá. Tới đây tài tài gì tài trái không mê quá. Thánh bạch bái lạy thánh vạn bái, dạ lạy các cô các cậu dạy để thương cho đệ tử con, lạy đám phường chín hướng thương cho đệ tử con là Phi Nhung dạ ế chồng bao nhiêu. Con không có ế chồng mà, con không ế chồng mà. Gớm mày phải nói thế thánh mới thương chứ lị sao mày rốt thế nhỉ. Mình gạt thánh đó thầy. Gạt là cái quái gì mày phải bảo là lừa chứ thì. Mày đi xin lộc thánh mày chủ yếu là phải thánh phải cho lộc mày, mày lừa thánh thánh mới thương mày, gớm con này rốt thế. Này bây giờ tao bắt đầu gieo quẻ. Ủa? Mà thầy gieo quẻ bằng gì vậy? Con đâu thấy đâu, con đâu thấy bằng gieo bằng tiền gì đâu. Con thấy người ta gieo bằng cái tiền nó có cái lỗ mà. Hay là thầy gieo bằng mua rùa đó. Gớm con này, bây giờ người ta đây thời đại bây giờ nó lên đến cung trăng rồi, bây giờ ai xem bằng mu nữa hả mày? Bây giờ người ta xem là người ta xem đến computer rồi mày hiểu chưa? Bây giờ mà mày còn sờ sờ vào cái mu thì làm sao mà có tiền mà sống hả con? Vậy chứ con hỏi thầy nè, thầy gieo bằng cái gì nè? Bây giờ tao không bói bằng cái đấy, tao bói kiều. Bói kiều? Đây này, kiều. Bói kiều là nhá. Sao? Bói kiều đây, sách kiều đây, linh thiêng cực kỳ con ạ. Con chưa nghe trong chuyện kiều có cái câu như thế này, mày ngồi xuống đi, mày ngồi thế thì khách nào dám vào hả? Thế này, mày có nghe trong cái chuyện kiều nó có cái câu này hay lắm này này. Sầu sầu ngọn cỏ bên đường này, ở sầu chè chè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Ấy cái nửa vàng nửa xanh đấy là Tả Đạm Tiên ngày xưa là gái giang hồ, thế sau bị bệnh sida mới nửa vàng nửa xanh. Đó. Trời ơi ghê gớm quá vậy ta. Thế mà nhập vào trong cuốn truyện kiều này nấy nó linh cực kỳ đấy nhá. Vậy thì thầy bói đi, bói cho con đi. Đây này, trong cuốn truyện kiều này nó có 500 trang. Thế bây giờ đi, nếu mà con muốn thì con cứ lựa đại một trang nào đấy, xong con dở ra con đọc hai câu đầu. Ôi giời, tôi nói thật nhá, cuộc đời con nó sẽ bày ra trước mắt y như là ai vẽ lên đấy. Thì cái thầy. Vâng, cứ tin tôi đi. Con lại chờ cho con sai. Con lại con lật thiệt để cho con lấy chồng, chứ con cũng ế cả đời con. Ừ, dở ra đi, lựa đi. Rồi, con lựa một trang 125 đó. Ờ, mày đọc 100... đi. Con này mày xỏ nhỉ? Thế mày chả thấy tao đuôi không thấy đường, mày còn bảo tao đọc đi là đọc cái gì? Mày chơi toàn là móc câu trong họng không vậy? Con quên. Đọc đi, ôi giời con này nó dở người nhỉ? Để con đọc. Râu hùm hàm én mày ngày, dài năm tắc rộng thân mười thứ cao ở thầy. Dâu hùm hàm én mày ngài, vài năm tất rộng thân mười thước cao. Dạ. Chúc mừng cô congratulations. Thế có tài. Thế nào lâm lay cô cũng có chồng. Trời ơi, con mà có chồng á hả là con bao trời thầy một chầu xin ơi liền á. Này mẹ mày lấy cái lưới câu mày móc mẹ trong họng ra đi. Mày không thấy tao đuôi à, mày rủ đi xem cine hả? Con... Bây giờ thì... Con quên, con xin lỗi thầy. Nhưng mà con nói cho thầy nghe, thầy đuôi mà thầy chưa trả lời con, mà thầy đuôi sao thầy biết con gầy nè. Thôi bây giờ tôi nói cho cô nghe này, năm nay cô có chồng nhá, nhưng mà đặc biệt là chồng cô là phải người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừ. Vậy là con lấy chồng người qua hả thầy? Chả phải. Hay là người Mỹ? Không. Hay là người Đại Hàn? Chả phải. Chứ người gì? Iraq. Châu. Thế đây này, cái câu đầu tiên đây này, cái câu đầu tiên là dâu hùm hàm én mày ngài. Thế mày không thấy cái dâu hùm là dâu mà nó chỉ của ông Saddam Hussein à, ông Bin Laden ấy, hiểu không? Nó còn hàm én mày ngài là dâu tóc nó đen thui, chả phải người Iraq là người gì. Trời ơi, cái gì mà xui dữ trời. Người ta kêu mình cưới Mạnh Quỳnh, mình không cưới nó, tự nhiên cái đi cưới Iraq. Trời ơi, cái người mà người ta ghét nhất trên thế giới. Cô ơi, bây giờ không cần nói là không khe cái người ngoài, hiểu không?
Miễn sao bây giờ cô thích là được giàu nhá. Chồng của cô là cô phải thích, hiểu không? Không khe người ta có thích hay không, nhưng mà tôi nói cô nghe, không phải người này là không có của đâu nghe. Giàu lắm cô à. Vậy chị vậy, ông nói làm gì thầy? Ông có tiếng tăm ngoài xã hội không thầy? Ông có ca hát đồ gì không thầy? Ông có học giỏi đồ gì không? Gương mình có chồng thì mừng bỏ mẹ rồi, còn giá ế bao nhiêu năm rồi, bây giờ có chồng thì nên mừng đi, còn bày đặt chơi cái thói ăn mày đòi xôi gấp. Yên tâm, chồng cô có của lắm đấy. Không, nhà nó không ở bình thường được, nó phải ở building với ở lâu đài mới được thôi, nó không ở nhà bình thường. Tại sao? Đây sách thánh có nói đây này: vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, mẹ thân nó 10 thước, nó chui vào đâu vừa. Đúng không? Phải nhà, phải building nó mới vừa. Vậy thầy nói nó ở trên núi hả nhà? Ở trên núi hả thầy? Tôi chả biết núi hay sông, nhưng mà nó phải chui vào cái nhà nào, cái cửa phải hơn 10 thước, hiểu không? Vậy là chắc giàu lắm hả thầy? Thôi xem bằng ấy được rồi. Mệt lắm rồi. Thì xem nữa thầy. Không xem nữa, buồn. Nhưng mà thôi vậy thầy nói đi, vậy thầy nói một lần nữa thôi. Con hỏi thầy này, thầy đu sao thầy biết con khẳng khiêu à? Mày gớm thì mày ngu thế gì? Thế ông trời ông lấy của tao cái này thì ông phải bù tao cái khác nhá. Ông lấy tao cặp mắt thì ông phải cho tao cái giác quan thứ 6 nhá. Mày không nghe người ta nói là xem bói, cái thuật xem bói chỉ là nhất thanh nhì tướng, mày hiểu không? Đấy, nhưng mà trong cái thuật xem bói, cái thanh là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe cái thanh thôi là người ta biết người ấy đẹp hay xấu, béo hay gầy, hiểu không? Vậy con hỏi thầy nè, con đẹp hay là con xấu? Mày khỏi cần hỏi, tao không cần nghe cái tiếng của mày. Chỉ đến mày bảo mày ế là tao biết mày xấu bỏ mẹ rồi. Cái gì mày nghe tiếng? Trời ơi, vậy là thầy đuối thiệt rồi. Con nói thiệt, thầy đuối thiệt rồi. Tướng con về mà thầy kêu con ế hả? Thầy kêu con xấu nữa là thầy đuôi thiệt rồi. Bỏ giá trời trong mưa chết luôn. Chứ mày không xấu mà mày ế loài ế sĩ ra. Thôi mệt quá. Thôi không coi bói nữa, tự nhiên đầu năm con chi vậy. Thôi con đi về nha thầy. Ừ vâng, rước về. Con về nha thầy. Vâng, mệt lắm rồi. Con về thiệt đó thầy. Thì về đi, trời ai thì giữ làm gì, gớm. Con về thiệt đó thầy. Ôi giời ơi, sao mày dậy. Ôi ruồi ơi, ruồi ơi, ruồi. Con ruồi gớm, sao xem bói mà cũng có ruồi nó bâu thế này à trời. Vào ruồi. Dạ. Đấy dạ không phải, con xin lỗi thầy, tại vì con thử thôi, tại vì con tưởng thầy giả bộ á, con tưởng thầy giả bộ đuôi á, ra con lấy mà con lấy tờ 10 đồng về lại. Gớm, ai mà con giả xin... bờ tự dưng đang mắt sáng con muốn lại muốn đuôi là thế nào. Thôi về đi. Dạ con xin phép thầy, con về. Vâng. Để lại đấy chứ lại lấy về. Tự nhiên đầu năm đầu tháng đi coi bói làm gì cho bị mất mười mấy đồng bạc uổng ghê. Con về không thầy? Trông cho cả ngày để khỏi ai tới coi bói luôn, trông ế chết mẹ luôn. Con rước cô lại nhà. Ăn Tết vui vẻ cô nha. Sân khấu Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Dạ trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên. Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra tro, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, tròn tràn pháo tay. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được.
xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thái Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên Thái Giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm ba, không thấy anh vui giỡn chơi với anh á. Thế làm gì lấy tên kỳ cục vậy? Trời ơi, đâu phải Thái Giám đâu. Không phải hả? Ừ, anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi à. Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ Giám là dễ nhớ nhất. Thái Giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Bây giờ ra đây là gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một hai cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nghe. Cái Lương, Hồ Quảng, Hát Bội, Tân Nhạc, Cổ Nhạc gì đó hả? Tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe phải không? Hồi nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì? Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử cái coi. Bây giờ anh nghe nghe, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. À, tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe nghe. Giọng ngâm vàng đó. Tóc em dài, tự nhiên đưa ngâm ngon là anh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy? Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lết phết tốn tiền mua xà bông lắm. Bây giờ tôi nói nghe, bây giờ em bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa? Tóc em dài, em đi trong nắng. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi hay quá hay quá. Tóc em lửa thưa, em đi trong gió. Tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la làm sao ông? Không, không mà. Nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không mà tóc đã hồi trọc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá không được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Ừ. Dạ, nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Ừ. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ. Miệng em cười, tát quát tới mang tai. Trời ơi! Tóc em bay bay, khi đi trong gió. Miệng em cười, có cái răng chó dễ thương. Trời ơi, ơi. Chắc tôi quýnh anh cái, chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái dần nó vậy á. Dần cái gì kỳ cục à. Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Cái... tôi nói nghe nè. Thôi bỏ bao vụ ngâm thơ qua bên đi, trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát, anh biết ca không? Biết à. Biết không? Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không, nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không à. Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn à. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn à. Rồi anh chỉ lại tôi à. Đó, anh chỉ cái ghế. Tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay à. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi à. Nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không, dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Ừ. Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Ta thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu không? Giờ tới anh, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình. Cái mình hả? Ừ, cái mình. Dễ nghe hát nè. Trở lại chuyện hai chúng mình. Trời ơi. Khi anh với em
vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Cái gì? Kim ngồi gì? Cái gì? Cái tay. Cái tay hả? Cái tay khác đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, mưa nắng là chưa có tay, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay đâu? Chuẩn bị nè. Ta có cái bàn tay. Có bàn tay rồi phải không? Có bàn tay rồi. Tới anh. Bây giờ bắt đầu tới anh nha. Tới tôi. Thế cái chân. Cái chân hả? Ừ, cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát nè. Ừ. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý mới có tóc. Bàn tay xanh xao đón yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng, để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. Tới anh nè. Cái gì? Cái răng. Cái răng hả? Cái răng. Cái răng. Có rồi. Này cô bé có chiếc răng hiền. Trời ơi. Sao chừa một cái không chịu nhổ đi chứ để làm chi? có răng phải không? Có răng. Bây giờ tới anh ha. Anh đố tôi cái răng, bây giờ tôi đố anh hả? Họng ra coi. À, cái lưỡi ha, có lưỡi. Giang anh mà gì có cái lưỡi? Không có cái lưỡi thua. Trời ơi, có cái lưỡi thua hả? Về, văn về. Cái lưỡi. Có rồi. Tôi xin người. Không phải, làm lại. Tôi xin đừng thương dùm phần tôi, xin đừng thương hại người ơi, vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi. Tôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gọi mời, vì tôi tin chót lưỡi đầu môi. Có lưỡi rồi. Tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đố gì mà ông vậy trời ơi. Long, nghĩ tầm mày à. Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thà như giọt mưa khô trên mặt em, thà như giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến, nhưng giọt run run ướt ngọn lòng măng. Có lòng măng. Có lòng ăn ha. Bây giờ bắt đầu tới anh. Cái râu. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gườm người sang, trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có râu. Hân hoàng ngài vuốt râu cười, đi đâu mà lạc lối lên trời. Có râu rồi, râu rồi Linh ơi. Hay quá hay. Kiếm cái gì có khó đố. Cái gì? Có rồi. Cái lưng. Cái gì? Cái lưng. Hát cái đi. Lưng, hả? Cái lưng hát đi. Có. Mình có ba người vừa đứng nét đôi mười, nhưng chiều mây cái lưng đồi, tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi. Anh Giang ở lưng đồi chứ phải lưng anh à? Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Anh Giang quá vậy? Hồi nãy anh không giao à? Bây giờ tới anh à? Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có rồi, cái này gần cái lưng à? Cái mông. Cái mông. Anh Giang anh không có bài nào có mông nha. Không có mông thua. Anh Giang tôi không? Cái mông. Người lướt mây trời giao kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm giao sống nước mênh mông. Đâu có mông rồi. Cái đó chơi Giang không chơi à? Sao Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à? Ai mới hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đồi vô làm chi? Thôi nó chơi chơi danh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Không phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ đen nó giật như nè. Vậy dám, thôi dám chơi không? Luôn đi, dám. Không? Rồi, bắt đầu hát không? Rồi. Vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do three lights on. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Ooh.
dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẻo có ngày móc bọc xin nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần cách bà có chồng hãy quảng đại, ra thứ chồng nếu lo dại đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông dân cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần gì đau khổ khổ đau, cùng nhau dân giới Dân Sơn và Hoài Linh.